Tiến Audio xin kính chào các bác yêu nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu. Thưa quý vị và các bác, các anh em, trong buổi trưa ngày hôm nay, do hai ngày vừa qua em có công việc riêng nên rất bận, mong tất cả quý vị và các bác, các anh em rất thông cảm. Và trong ngày hôm nay công việc bận rộn nó đã đi qua rồi, và bây giờ thì sẽ tranh thủ test một cái sản phẩm, hai sản phẩm nó vừa cập nhật về trong cửa hàng của nhà em. Trước tiên thì xin giới thiệu với các bác một đôi loa nó rất quen thuộc trong cửa hàng của nhà em trong vài ngày gần đây. Đó là một đôi loa Yamaha LS1000, dòng monitor, dòng loa kiểm âm, sử dụng bass 30, trung đôm, check đôm. Các bác có thể tìm hiểu đôi loa này, muốn xem nội thất đôi loa thì các bác hãy vào kênh YouTube để theo dõi cái sản phẩm Yamaha LS1000 monitor. Có rất nhiều bác bán audio đã mở ruột gan đôi loa này ra để cho các bác xem. Và giá đôi loa này em bao rẻ nhất đất nước mình. Thật sự mà nói, các bác không thể đi đâu mua được với cái giá 11.200.000 cho đôi loa Yamaha LS1000 monitor này. Nó mang lại chất âm vượt quá xa tầm tiền đối với cái số tiền 11.200.000. Thưa quý vị và các bác, các anh em, dòng monitor, dòng loa kiểm âm, ba giải tách bạch, tiếng bass nghe cực kỳ hay và lực. Đặc biệt đôi loa này là một đôi loa, nếu mà để nói về cái sự trong sáng cũng như là cái giải lời thì là nó là tuyệt kỹ. Về đôi loa này có một cái loa lời, người ta mệnh danh nó là trái tim của đôi loa, cho nên lời của ca sĩ nó sẽ rất là rõ nét, trong sáng và chi tiết. Còn đó là giá của đôi loa. Đôi loa thì rất là đẹp, các bác đều thấy mà vuông hòm sắc cạnh tuyệt vời luôn. Giá 11.200.000 cho đôi loa Yamaha LS1000 monitor. Qua thời gian thì chữ nghĩa cũng ngả màu một chút, nhưng gông loa thì các bác thấy nó còn rất là sáng và đẹp, tuyệt vời. Và tiếp theo hai sản phẩm ngày hôm nay em mới muốn giới thiệu với tất cả quý vị và các bác, các anh em, đó là vừa cập nhật về một con đầu CD Sony. Nó có tên là CDP333ESD, 3 con 3 ESD các bác nhé. Dòng này nổi tiếng, quá nổi tiếng đối với thương hiệu những người Việt Nam chúng ta chơi. Nó chạy đĩa CD không cắn đĩa, mắt đọc nhanh cực kỳ tốt. Dòng này chạy điện 100 và công suất của nó ra là 15W các bác nhé, rất tuyệt vời. Và sản phẩm thứ và cái chiếc đầu CD này là máy rất đẹp, và dòng này thì máy rất là nặng. Đấy, thì em bán cho quý vị và các bác với cái giá là 3.500.000 đồng các bác nhé. 3.500.000 đồng cho em CD Sony CDP333ESD, rất tuyệt vời. Và tiếp theo sản phẩm thứ 3, đó là sản phẩm một chiếc âm ni. Xin giới thiệu với các bác một chiếc âm ni đẹp tuyệt vời, đẹp thiếu cái hộp xốp, đẹp không thể là, đúng là đẹp thiếu cái hộp xốp mà thôi các bạn, đẹp chỉ thiếu hộp xốp thôi, nó gần như là không có vết gì cả, đẹp không tì vết, tức là hàng đẹp không tì vết các bác nhé. Tất cả từ đường trước ra đằng sau sáng bóng lắm. Chiếc âm ni đờ lông BMA1055R, xin đọc lại model. Chiếc âm ni đờ lông PMA1055R. Chiếc âm ni này chạy 4 sò, dòng sò than, dòng sò đại đấy, dòng sò 2 vít các bác nhé. Dòng sò than, sò đại, sò 2 vít. Dòng sò này là dòng sò có chứa đựng công suất rất nổi tiếng, tiếng cực kỳ hay. Đó là dòng sò 2 vít, sò than, sò đại, sò lớn nhất trong các dòng sò than. Thì là chiếc âm ni này có một cái công suất là 500W chứa ở trong chiếc âm ni này. Mỗi một kênh của nó là 250W cho một kênh. Tức là máy của chiếc âm ni này chạy hai cái nguồn, hai nguồn biến thể các bác nhé, gọi là hai nguồn biến xuyến điện, hay là hai nguồn, gọi là máy chạy hai nguồn. Đấy, máy chạy hai nguồn thì em này là dòng xuất châu Âu, điện sở hữu điện là 230 các bác nhé, dòng xuất châu Âu sở hữu dòng điện 230, có các cổng như lao lớt, bắt chét, rồi có các cổng đường đi kết nối đi vào đi ra, rất tuyệt vời. Và bây giờ xin kính mời anh em cùng đến với cái thông số model của sản phẩm từ ở phía sau. Thì các bác đang được nhìn thấy cái chiếc âm ni này, nó đang được đề là đờ lông PMA 1050R,
điện đi vào là 230. Mỗi một cầu đi server và một cái là một cái cầu nguồn của nó là cho ra công suất là 250W, đó là một cầu. Còn cầu dưới cũng là 250W. Thì tổng thể S này nó chứa đựng là 500W trên tổng thể một chiếc mini. Rất tuyệt vời. Đó. Rất ok nha các bác. Nó đang em đang đánh cái âm ni này với lại đôi loa Yamaha LS1000 monitor này. Rất là tuyệt vời, tiếng rất hay, rất khỏe, dòng đàn lông cực kỳ hay. Và giá của chiếc âm ni rất vừa phải để cho anh em chúng ta sở hữu và đam mê chơi. Giá của chiếc âm ni đàn lông PMA1050G này có giá là 6.800.000 đồng các bác nhé. Giá của em âm ni đàn lông PMA1055R nó có giá là 6.800.000 đồng, không bao gồm cước vận chuyển cho bất cứ sản phẩm nào em giới thiệu. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác, các anh em hãy liên hệ vào số máy 0966 603 183, giao hàng toàn quốc. Các bác nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ để ủng hộ cho kênh của em, xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ kính mời các bác cùng thẩm âm. Chân thành cảm ơn quý vị và các bác, các anh em đã luôn luôn quan tâm theo dõi các clip của em. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bác, các anh em trong chương trình Tết Âm Thanh giới thiệu hàng bãi cho lần sau. Xin cảm ơn.